Tập 15. Cố Cẩm Tâm đỡ Mai Tuyến dậy, hai người lảo đảo chạy vào trong nhà Cố Cẩm Tâm, trái tim đập dồn dập nãy giờ mới trở lại bình thường. "Tiểu Hân, cậu ngồi đi, mình đi lấy thuốc mỡ bôi vào chỗ bị thương cho cậu." Cố Cẩm Tâm đau lòng nhìn qua vết thương trên chân Mai Tùy Hân, nhanh chóng đi lấy thuốc mỡ. Mai Tùy Hân đặt túi xách xuống, quan sát căn nhà của Cố Cẩm Tâm. Căn nhà có cấu trúc một phòng ngủ và một phòng khách, chỉ hơn 50 m², nhưng lại được Cố Cẩm Tâm dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Sàn nhà sáng sủa, sạch bóng, lọ hoa đặt trên bàn còn cắm những bông hoa đồng tiền tươi. Xem ra Cố Cẩm Tâm đang vô cùng tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình. Mai Tùy Hân đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ Cố Cẩm Tâm. Cô cũng muốn một căn nhà nhỏ giống như vậy, không cần quá lớn, chỉ cần hoàn toàn thuộc về bản thân mình là được rồi. Cô muốn là một người độc lập, chứ không phải là thú cưng của Trịnh Thiên Ngọc. "Tiểu Hân, cậu và tổng giám đốc Trịnh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Cẩm Tâm cầm ra lọ thuốc mỡ, thuần thục bôi thuốc cho Mai Tùy Hân. Mai Tùy Hân thực sự không biết phải miêu tả như thế nào về mối quan hệ giữa cô và Trịnh Thiên Ngọc. Cô rất sợ Cố Cẩm Tâm coi thường mình. Bạn bè của cô vô cùng ít, cho nên mỗi một người bạn đến với cô đều vô cùng quý trọng họ. Cố Cẩm Tâm là một cô gái vô cùng thông minh. Nhìn thấy dáng vẻ ấp á ấp búng của Mai Tùy Hân, cô ấy liền biết Mai Tùy Hân nhất định có nỗi khổ trong lòng. Nắm chặt tay của Mai Tùy Hân, Cố Cẩm Tâm chân thành nhìn cô. "Tiểu Hân, bất kể cậu có nỗi khổ gì, bất kể mối quan hệ giữa cậu và Trịnh Thiên Ngọc rốt cuộc như thế nào, thì mình là bạn thân của cậu. Mình luôn luôn đứng về phía cậu." Sự cảm động lấp đầy đáy lòng cô. Từ sau khi ba mất, không còn bất cứ ai dành những lời ấm áp này cho cô nữa. Trịnh Thiên Ngọc đôi khi cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng đó chỉ là sự đối xử dành cho một thú cưng, chứ không phải là dành cho một người con gái. Anh sẽ vuốt ve, chiều chuộng cô nếu tâm trạng anh vui vẻ, nhưng sẽ sử dụng bạo lực với cô nếu tâm trạng anh không tốt. Cố Cẩm Tâm thì khác. Cô ấy thực sự nghĩ cho cô, thực sự có thể đứng về phía cô. "Cẩm Tâm, thật ra mình là tình nhân của Trịnh Thiên Ngọc." Mai Tùy Hân khổ sở nói ra từng câu từng chữ. Cuối cùng cô cũng dám nói ra sự thật với Cố Cẩm Tâm. Gánh nặng trong lòng sau khi được chút bỏ, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cố Cẩm Tâm kinh ngạc, trợn tròn mắt. "Tiểu Hân, cậu mới đến công ty mấy hôm thôi mà, làm sao có thể lọt vào mắt của Trịnh Thiên Ngọc cơ chứ?" Mai Tùy Hân cười khổ. "Cẩm Tâm, thật ra mình và Trịnh Thiên Ngọc đã dây dưa với nhau hơn một năm rồi." Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Cẩm Tâm, Mai Tùy Hân quyết định nói hết mọi chuyện của mình với Trịnh Thiên Ngọc cho cô ấy nghe. Lúc thì tức giận, lúc thì lo lắng, Cố Cẩm Tâm hoàn toàn chìm đắm vào lời kể của Mai Tùy Hân. Sau khi Mai Tùy Hân kể xong toàn bộ quá trình quen biết giữa cô và Trịnh Thiên Ngọc, Cố Cẩm Tâm vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện. "Tiểu Hân, cậu có cảm thấy tổng giám đốc Trịnh thật ra là thích cậu không?" Cố Cẩm Tâm nhíu mày hỏi Mai Tùy Hân. Mai Tùy Hân không nói nên lời. Bản thân mất nhiều thời gian như vậy kể hết mọi chuyện cho Cố Cẩm Tâm nghe, vậy mà cô ấy lại đưa ra kết luận như vậy ư? "Tiểu Hân, thật ra chỉ là tính cách của tổng giám đốc Trịnh có chút ngang ngược, cố chấp, nhưng anh ta đối với cậu dường như là thật lòng. Nếu không sẽ không như vậy đâu. Cậu nghĩ mà xem, anh ta có quyền có thế như vậy, muốn tìm người phụ nữ như thế nào mà lại không có được cơ chứ? Vì sao lại sống chết dây dưa với cậu? Ngoài khả năng anh ta yêu cầu, thì không còn lý do nào khác giải thích được chuyện này." "Cẩm Tâm, cậu rốt cuộc có hiểu hay không? Đây vốn không phải là yêu, chỉ là dục vọng chiếm hữu của anh ta mà thôi. Yêu một người, đầu tiên phải học được cách tôn trọng đối phương, chứ không phải là áp đặt suy nghĩ của cá nhân mình lên người cô ấy." Những lời nói của Mai Tùy Hân khiến cho Cố Cẩm Tâm có chút dao động. "Ôi, có lẽ vậy. Nhưng mình cảm thấy qua lời kể của cậu, tổng giám đốc Trịnh thật ra cũng không phải là một người xấu, chỉ là tính khí không tốt, có chút ngang ngược, cố chấp mà thôi." Mai Tùy Hân bất lực ngẩng đầu nhìn trời. Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình không có cách nào kết nối được với Cố Cẩm Tâm. "Tiểu Hân, mình cảm thấy cậu có thể suy nghĩ một chút. Nếu Trịnh Thiên Ngọc có thể thay đổi tính cách vì cậu, mình cảm thấy cậu có thể suy nghĩ đến việc chấp nhận sự theo đuổi của anh ta." Cố Cẩm Tâm nghiêm túc nói. "Cẩm Tâm, cậu không phải là hồ đồ rồi chứ? Đó mà là theo đuổi sao? Là giam cầm mới đúng. Cậu rốt cuộc có hiểu hay không vậy?" Mai Tùy Hân thực sự cảm thấy suy nghĩ của Cố Cẩm Tâm có phần lệch lạc.
Bỏ đi, không nói chuyện của mình nữa. Nói chuyện của cậu đi. Bùi Tuấn hình như có ấn tượng tốt với cậu. Thế nào, có muốn mình đây làm bà mối cho cậu hay không? Mai Tử Hân cảm thấy Cố Cẩm Tâm không hiểu mình, dứt khoát chuyển chủ đề. Cố Cẩm Tâm trợn trừng mắt về phía Mai Tử Hân. Đừng, tuyệt đối đừng làm mối giúp mình. Cái tên Bùi Tuấn đó vừa nhìn biết ngay là một tên công tử bột. Mình đây cũng không muốn trở thành cô bạn gái thứ 2750 của anh ta đâu. Mai Tử Hân sắp bị những lời nói của Cố Cẩm Tâm làm cho tức cười. Năm nay hình như Bùi Tuấn mới có 27 tuổi. Nếu anh ta thực sự có 2750 cô bạn gái, vậy thì một năm nay anh ta đã lên giường với không biết bao nhiêu cô gái rồi. Nghe thấy lời nói đùa của Mai Tử Hân, Cố Cẩm Tâm cũng vui vẻ cười lớn. Có vẻ như chim sẻ nhỏ vẫn chưa dậy thì hết rồi, cậu lại nghĩ tốt cho Bùi Tuấn quá rồi. Hai người vui vẻ cười nói, náo nhiệt cả căn nhà, tạm thời quên đi cảnh tượng khôi hài khi nãy ở quán rượu. Trong quán rượu của Bùi Tuấn, Trịnh Thiên Ngọc không ngừng uống hết ly này đến ly khác, mở một bình rượu Lafay 82 năm tuổi, tu 2-3 ngụm. Rượu đã tràn thẳng vào dạ dày, về sau dứt khoát không dùng ly nữa, trực tiếp uống bằng chai cho nhanh. Máu ở vết thương trên cánh tay đã sớm đông lại, nhưng vẫn đau đớn khác thường. Thiên Ngọc, đừng uống nữa. Bùi Tuấn lo lắng nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Cô gái tên Mai Thúy Hân này đã hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc sống của Thiên Ngọc rồi. Trịnh Thiên Ngọc của ngày trước coi phụ nữ như quần áo, từ trước đến nay đều không để bất cứ người phụ nữ nào vào tầm mắt của mình. Bùi Tuấn cũng chưa từng thấy anh mượn rượu giải sầu như thế này bao giờ, lo lắng buồn rầu vì một người phụ nữ. Bây giờ cãi nhau với Mai Thúy Hân, bị Mai Thúy Hân cắn mạnh như vậy thì không nói làm gì, đằng này lại còn uống nhiều rượu như vậy, khiến bản thân trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mặc kệ tôi. Trịnh Thiên Ngọc vẫn tiếp tục uống rượu, qua loa kéo lỏng cả vạt, lộ ra lồng ngực cường tráng. Anh vẫn đẹp trai như thường, nhưng nét mặt lại phẳng phất tia cô đơn. Bùi Tuấn thở dài, anh tình nguyện nhìn thấy một Trịnh Thiên Ngọc không coi phụ nữ ra gì như trước đây còn hơn, luôn phát tiết mọi dục vọng ra bên ngoài. Trịnh Thiên Ngọc của khi đó vui vẻ hơn bây giờ nhiều. Chuyện hôn tối nay, Bùi Tuấn lạnh lùng đứng ở một bên quan sát, nhìn thấy vô cùng rõ ràng, vốn là Trịnh Thiên Ngọc tự mình làm loạn, vốn dĩ Mai Thủy Hân không muốn ở cùng anh. Thiên Ngọc, buông tay đi, buông tha cho Mai Thủy Hân, cũng là giải thoát cho chính bản thân cậu. Bùi Tuấn nghiêm túc khuyên Trịnh Thiên Ngọc. Buông tay. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên cười như phát điên. Bùi Tuấn, anh bảo tôi buông tay. Những thứ mà Thiên Ngọc tôi từ trước đến nay đã muốn, thì cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi. Tình cảm không phải là thứ có thể miễn cưỡng. Mai Thủy Hân không yêu cậu, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu chiếm được cơ thể cô ấy, nhưng mãi mãi không chiếm được trái tim của cô ấy. Bùi Tuấn tận tình khuyên bảo. Cậu nói cái gì? Lời nói của Bùi Tuấn giống như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Trịnh Thiên Ngọc. Ánh mắt anh đầy áp tia máu, tức giận trợn trừng mắt, nắm chặt lấy vạt áo của Bùi Tuấn. Cậu nói cái gì? Cậu nói Mai Thủy Hân không yêu tôi. Bùi Tuấn vốn không sợ Trịnh Thiên Ngọc say bí tỉ, chỉ là lúc này cần một người giúp hắn tỉnh táo lại, nếu không hắn sẽ mãi u mê không tỉnh ngộ. Đúng vậy, tôi nói lại lần nữa, Mai Thủy Hân không yêu cậu, cậu buông tay đi. Việc gì cứ phải khiến bản thân khổ sở như vậy? Bùi Tuấn lãnh đạm nói. Trái tim của Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên đau đớn. Mai Thủy Hân không yêu mình, Mai Thủy Hân không yêu mình, Mai Thủy Hân từ trước đến nay chưa từng yêu mình. Ý niệm này cũng từng hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn vẫn luôn không hề muốn thừa nhận nó. Lúc này bị người ta vạch trần một cách tàn khốc, đột nhiên giống như máu trong cơ thể chảy hết ra ngoài, khiến hắn vô cùng đau đớn. Mãnh liệt buông cổ áo Bùi Tuấn ra, bình rượu trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Trịnh Thiên Ngọc suy sụp ngã mình xuống ghế sofa, hai tay ôm chặt lấy đầu, không muốn để Bùi Tuấn nhìn thấy biểu cảm lúc này của mình. Hắn cảm thấy mình thật thất bại, ngay đến cả một người con gái cũng không giữ được. Mai Thủy Hân, trái tim của cô làm bằng đá hay sao? Rốt cuộc phải làm sao, phải làm như thế nào mới có thể làm cô rung động? Trịnh Thiên Ngọc lẩm bẩm tự nói trong lòng. Toàn bộ sự tức giận và thô bạo đã biến mất, lúc này hắn chỉ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Thiên Ngọc, phấn chấn lên đi. Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ đau khổ của Trịnh Thiên Ngọc, Bùi Tuấn cũng không biết nên nói gì. Anh ta và Thiên Ngọc lớn lên bên nhau, thấy dáng vẻ ngang ngược của anh, hiện tại Trịnh Thiên Ngọc suy sụp như vậy, khiến trong lòng anh ta cũng không thoải mái. Người con gái Mai Thủy Hân đó
Quả thật có chút không biết suy xét. Vẫn là bạn của cô ta, Cố Cẩm Tâm đáng yêu hơn cô ta nhiều. Trong lòng Bùi Tuấn nghĩ đến điều này, hình ảnh của Cố Cẩm Tâm đột nhiên hiện lên trong đầu anh ta. Cố Cẩm Tâm là người con gái đặc biệt nhất trong số những người anh ta từng gặp. Cô ấy vừa hào phóng, vui vẻ, lại có sự nghĩ hiệp của một người đàn ông. Gương mặt đáng yêu giống hệt búp bê, dáng người cao gầy, thon gọn, có sức sống giống hệt như một người con trai. Kết hợp những điều đó lại với nhau, sự dịu dàng của một người con gái và sự hào phóng của một người con trai đều hội tụ vô cùng hoàn hảo trên người cô ấy, khiến cho người ta một lần gặp là ghi nhớ mãi mãi. Nghĩ đến Cố Cẩm Tâm, trên gương mặt của Bùi Tuấn lộ ra tia cười nhàn nhạt, nhạt. Trời sáng, Mai Thủy Hân mới phát hiện bản thân đang chen chúc với Cố Cẩm Tâm trên chiếc giường nhỏ chật hẹp của cô ấy. Tối qua nói chuyện đến tận khuya, cũng không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cẩm Tâm, mau dậy đi, sắp muộn rồi. Mai Thủy Hân nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đã hơn 8 giờ rồi, nếu không dậy đi làm thì sẽ muộn mất. À, Cố Cẩm Tâm giống như một con cá chép bị người ta đánh lưới, nhảy dựng lên khỏi giường. Ngay khi chuẩn bị phi vào nhà vệ sinh, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn Mai Thủy Hân. Tiểu Hân, cậu xác định chúng ta vẫn đi làm? Sau khi Mai Thủy Hân sửng sốt một lúc, mới đột nhiên nghĩ đến chuyện tối qua, thoáng cái ngây ngốc. Quả thật, sau khi trải qua chuyện tối qua, cô vẫn còn mặt mũi đối mặt với Trịnh Thiên Ngọc sao? Cố Cẩm Tâm có lẽ cũng không còn cách nào đi làm được nữa rồi. Cẩm Tâm, mình cảm thấy chúng ta có thể không cần đi làm nữa. Tiểu Hân, không phải cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi Trịnh Thiên Ngọc hay sao? Đây không phải là một cơ hội tốt ư? Nếu không chừng tối qua cậu cắn anh ta sẽ vô cùng tức giận, sau này có lẽ sẽ không đến tìm cậu nữa đâu. Hy vọng mọi chuyện đúng như những gì cậu nói. Nghe xong lời của Cố Cẩm Tâm, ánh mắt Mai Thủy Hân đột nhiên sáng lên. Tối qua cô cắn Trịnh Thiên Ngọc tàn nhẫn như vậy, ánh mắt của hắn đến tận hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ, quả thật vô cùng lạnh lùng. Có lẽ Trịnh Thiên Ngọc thực sự sẽ không đến tìm cô nữa. Tiểu Hân, chúng ta đi tìm công việc mới đi. Nghe nói công ty bách hóa của tập đoàn Trần Thị đang tuyển thư ký đấy. Cố Cẩm Tâm vui vẻ nói. Trần Thị là công ty của đàn anh Trần Hoàng Kiên sao? Trái tim Mai Thủy Hân đột nhiên nhảy dựng lên. Mai Thủy Hân liền thăm dò Cẩm Tâm. Tập đoàn Trần Thị? Tập đoàn Trần Thị nào? Chính là tập đoàn Trần Thị mà chuyên kinh doanh cao ốc văn phòng cho thuê đó. Tổng giám đốc hình như kết hôn với con gái của chủ tịch tỉnh Lương rồi. Cẩm Tâm thấy Mai Thủy Hân có vẻ rất hứng thú nên tiếp tục nói. Nhưng mà hình như hôm hôn lễ xảy ra chuyện gì đó nên cuối cùng kết hôn không thành. Không kết hôn? Không thể nào. Hình như lúc trước báo đó đưa tin nói con gái chủ tịch tỉnh Lương có thai rồi mà. Mai Thủy Hân cũng có chút bất ngờ. Lúc Trần Hoàng Kiên kết hôn là lúc cô đã đi Mỹ. Trong chuyện này chắc có uẩn khúc gì đó cô không biết. Thì ra đàn anh Hoàng Kiên không kết hôn với Lương Ngoạn Tâm. Nhưng lần trước gặp họ ở trung tâm thương mại, cô thấy họ rất hạnh phúc mà, rõ ràng là đã sinh con rồi. Lúc đó là chuẩn bị kết hôn, đã cử hành hôn lễ rồi. Nhưng hình như trong buổi lễ có người gây sự, cho nên cuối cùng hôn lễ không tiến hành được. Cẩm Tâm bổ sung thêm. Nhưng mà tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị và con gái của chủ tịch tỉnh đó trước giờ vẫn ở chung và đã có con rồi. Mai Thủy Hân có chút rối. Vậy rốt cuộc là đã kết hôn hay chưa? Chưa kết hôn, nhưng đã có con và ở chung. Cẩm Tâm nói. Cô liếc nhìn sang Mai Thủy Hân rồi tiếp tục. Thủy Hân, sao giờ cậu lại có hứng thú với những chuyện này vậy? Tớ nhớ cậu không phải là người thích nghe mấy chuyện bên lề mà. Mai Thủy Hân do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Cẩm Tâm biết chuyện của cô và Trần Hoàng Kiên. Tối qua cô đã kể cho Cẩm Tâm nghe quá nhiều chuyện rồi, sợ cô ấy nhất thời không chịu nổi. Quả thật là hơi bối rối. Bản thân Mai Thủy Hân còn cảm thấy mối quan hệ của cô và Trịnh Thiên Ngọc, Trần Hoàng Kiên giống như mớ hỗn độn. Thủy Hân, vậy rốt cuộc thì cậu có muốn đi thử không? Cẩm Tâm hỏi. Không, mình tuyệt đối không làm với tập đoàn Trần Thị. Để mình xem còn công việc nào khác không. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Mai Thủy Hân không tự tin lắm với chuyện tìm việc mới. Cô không biết Trịnh Thiên Ngọc rốt cuộc có chịu buông tha cô không. Thủy Hân, hôm nay tớ sẽ đến công ty làm thủ tục xin nghỉ việc, cậu đi không? Cẩm Tâm hỏi. À, tớ không đi đâu. Dù sao tớ cũng chỉ mới đi làm được có mấy ngày.
nên cũng không có gì để lấy về, cũng không có giấy tờ gì phải bàn giao. Thực ra là Mai Thủy Hân có chút chột dạ, cô sợ nếu cô quay lại công ty thì không biết Trịnh Thiên Ngọc sẽ làm khó cô như thế nào. Vậy cũng được, vậy tớ đi trước, chắc khoảng trưa sẽ về. Mà đúng rồi, hay là chiều chúng ta đi dạo phố đi, Cẩm Tâm đề nghị. Được. Sau khi say rượu tỉnh dậy, Trịnh Thiên Ngọc cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh chống người ngồi dậy thì phát hiện hóa ra anh ngủ cả đêm dưới sàn nhà Bùi Tuấn. Trên giường lớn, Bùi Tuấn vẫn đang ngủ say. Bùi Tuấn! Trịnh Thiên Ngọc tức giận hét lên, ít ra thì cậu ta cũng phải đưa anh vào phòng khách ngủ chứ, sao lại có thể bỏ mặc anh trên sàn nhà như thế này, còn bản thân thì ngủ trên giường lớn. Bùi Tuấn giật mình tỉnh dậy, sắc mặt khó coi. Làm gì vậy? Người khổ vì tình cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Bùi Tuấn vừa lên tiếng đã châm chọc anh. Trịnh Thiên Ngọc thoáng chút bực mình, giọng anh càng thêm bực tức. Bùi Tuấn, cậu đừng nói với tôi là nhà cậu không có phòng khách. Phòng khách cái gì? Tôi thấy cậu ngồi trên sàn thoải mái lắm mà. Bùi Tuấn xoay người, không muốn nhìn vẻ mặt tức giận của Trịnh Thiên Ngọc. Nhà anh có hệ thống sưởi sàn nhà, bên trên còn lót thảm nhung nên sẽ không có chuyện Trịnh Thiên Ngọc bị lạnh được. Cậu đối đãi với khách thế à? Trịnh Thiên Ngọc sắp tức chết rồi. Dù sao thì anh và Bùi Tuấn cũng là bạn thân mấy năm trời, sao có thể đến cái giường cũng không chuẩn bị cho anh được vậy? Bùi Tuấn bình thản lên tiếng. Cậu uống say mềm, toàn thân đầy mùi rượu. Tổng giám đốc tôi đây phải chịu đựng mùi hôi rượu trên người cậu. Đích thân đưa cậu về đây đã là tốt lắm rồi. Cậu đừng có mà kén cá chọn canh nhé. Trịnh Thiên Ngọc không còn gì mà nói. Mau đi tắm đi, phòng tân hôn của tôi đầy mùi rượu của cậu rồi. Bùi Tuấn nói vẻ rất nghiêm túc. Nếu trước đây nghe được từ phòng tân hôn, chắc chắn Trịnh Thiên Ngọc sẽ cười ngất. Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng đùa nữa. Trịnh Thiên Ngọc bần thần ngồi dưới sàn nhà, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Dường như não bộ của Trịnh Thiên Ngọc tự động đóng kín những ký ức không vui. Nếu những chuyện xảy ra đêm qua, anh nỗ lực nhớ lại, nhưng chỉ là những hình ảnh mơ mơ hồ hồ, chưa có hình ảnh rõ ràng. Đó chính là Mai Thủy Hân không yêu anh. Cuối cùng anh cũng biết rõ một chuyện, Mai Thủy Hân không yêu anh. Cảm giác đau lòng như cắt cuốn bay cảm giác say rượu. Trịnh Thiên Ngọc thấy nơi lồng ngực như bị nghẹn lại, rỉ máu. Thiên Ngọc, đi tắm rửa đi, hôm nay đừng đến công ty nữa, chúng ta đi đánh gôn đi. Nhìn thấy dáng vẻ bần thần của Trịnh Thiên Ngọc, Bùi Tuấn nhẹ tiếng khuyên nhủ. Trịnh Thiên Ngọc không trả lời, khuôn mặt anh Tuấn cô đơn đến lạ. Vẻ mặt đó chẳng giống với dáng vẻ bừng bừng khí thế hàng ngày của tổng giám đốc một chút nào, mà lại giống với ông già 70 tuổi hơn, bi thương mà thất thần. Bùi Tuấn thở dài. Thiên Ngọc, từ bỏ đi, cần gì làm vậy? Anh muốn người phụ nữ nào mà chẳng được, cần gì mà làm khổ người khác lại còn làm khổ mình. Câu nói này đã làm Trịnh Thiên Ngọc đang đau buồn thẫn thờ bỗng sực tỉnh. Từ bỏ, buông tha Mai Thủy Hân, suy nghĩ này quẩn quanh trong đầu anh. Có lẽ anh cũng nên cân nhắc. Cảm giác đau lòng này thực sự rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh vì phụ nữ mà tổn thương đến tận tâm can, không hề dễ chịu chút nào. Nhưng anh thực sự nỡ từ bỏ sao? Từ nay sẽ trở thành người xa lạ với Mai Thủy Hân. Từ nay cô ấy không thuộc về anh nữa. Cô ấy sẽ cười trong vòng tay người đàn ông khác, hôn và thân mật với người đàn ông khác. Không, không thể nào được. Dù thế nào thì anh cũng không làm như vậy được. Anh sẽ không từ bỏ. Có vẻ như Bùi Tuấn nhìn thấu được tâm tư của Trịnh Thiên Ngọc. Anh ta ngồi dậy và nghiêm túc nói. Thiên Ngọc, tôi biết bây giờ bảo anh từ bỏ là rất khó. Hay anh hãy tự cho mình một thời gian đi, tạm thời không gặp Mai Thủy Hân. Nếu sau một tuần mà cậu cảm thấy chịu đựng được việc ở bên cạnh nhau mà phải chịu nỗi đau cô ấy không yêu mình, vậy thì cậu trở về tìm cô ấy sau. Trịnh Thiên Ngọc ngẩng đầu nhìn Bùi Tuấn. Đột nhiên anh nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu trên tấm kính cạnh cửa sổ. Tiểu tụy, tuyệt vọng. Chỉ mới một đêm mà thôi, cằm anh đã lún phún râu, mắt vằn tơ máu. Trịnh Thiên Ngọc giật mình, sao anh lại ra nông nỗi này. Gương mặt tuấn tú như bao trùm một tầng ảm đạm, toàn thân anh mất đi hào quang. Có lẽ là nên từ bỏ. Anh đã tốn bao nhiêu tâm tư vào Mai Thủy Hân, nếu cô có cảm tình với anh thì sớm đã rung động rồi, chứ không để sự việc trở thành như ngày hôm nay. Có lẽ số trời đã định Mai Thủy Hân không thuộc về anh. Trịnh Thiên Ngọc lòng đau như dao cắt,
nhưng anh vẫn gật đầu nói với Bùi Tuấn. Được, tôi sẽ thử. Thủ tục thôi việc của Cẩm Tâm thuận lợi nhanh chóng hơn tưởng tượng. Giám đốc hành chính cũng không hỏi lý do mà chỉ yêu cầu cô bàn giao việc với những thư ký khác rồi ký giấy. Dù sao thì thư ký ở tập đoàn Trịnh Thị cũng nhiều, bớt đi cô cũng không ảnh hưởng gì. Đến cuối cùng, lúc ký giấy bàn giao nghỉ việc thì lại xảy ra rắc rối. Quản lý phụ trách kiên quyết nói là chờ Trịnh Thiên Ngọc đồng ý thì mới xác nhận cho cô. Thư ký Cẩm Tâm, tốt nhất cô nên gọi điện thông báo với tổng giám đốc một tiếng về chuyện cô nghỉ việc. Dù sao thì cô cũng là thư ký tổng giám đốc. Chúng tôi không biết tổng giám đốc có giao nhiệm vụ đặc biệt gì cho cô không. Cô thôi việc như vậy, lỡ như tổng giám đốc hỏi đến thì chúng tôi biết ăn nói sao. Quản lý giải thích rất hợp tình hợp lý. Vậy để tôi gọi điện cho tổng giám đốc vậy. Cẩm Tâm trả lời với giọng điệu quyết tâm. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Cẩm Tâm có chút hồi hộp. Trịnh Thiên Ngọc khí thế quá mạnh, tuy là nói chuyện qua điện thoại nhưng Cẩm Tâm vẫn khiếp vía. Alo, tổng giám đốc Trịnh, tôi là Cẩm Tâm. Lúc này Trịnh Thiên Ngọc đang chơi golf với Bùi Tuấn thì nhận được điện thoại của Cẩm Tâm. Alo, là tổng giám đốc Trịnh phải không ạ? Tôi là Cẩm Tâm, tôi muốn xin nghỉ việc nên hôm nay đến công ty để làm thủ tục. Quản lý nói bắt buộc phải báo cáo lại với anh. Cẩm Tâm vừa nói vừa thấp thỏm, cô không biết Trịnh Thiên Ngọc sẽ đối xử với cô như thế nào. Được, Trịnh Thiên Ngọc trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Ngược lại Cẩm Tâm lại bất ngờ, cô không ngờ Trịnh Thiên Ngọc lại đồng ý nhanh như vậy. Thiên Ngọc, ai gọi vậy? Bùi Tuấn có chút tò mò. Cẩm Tâm gọi điện thoại xin nghỉ việc. Trịnh Thiên Ngọc bình tĩnh nói, vẻ mặt anh Tuấn lạnh lùng không cảm xúc. Cẩm Tâm. Đột nhiên Bùi Tuấn cảm thấy hứng thú, anh đưa tay giật lấy điện thoại trong tay Trịnh Thiên Ngọc. Để tôi lưu lại số của cô ấy. Cậu lấy để làm gì? Trịnh Thiên Ngọc thắc mắc, chẳng lẽ Bùi Tuấn có hứng thú với người phụ nữ tính khí như đàn ông kia sao? Để làm gì hả? Đương nhiên là để tán gái rồi. Bùi Tuấn nói với giọng đắc ý, ánh mắt vui vẻ. Sau khi thuận lợi hoàn thành xong thủ tục thôi việc, Cẩm Tâm vui vẻ gọi điện cho Mai Thủy Hân. Thủy Hân à, thủ tục của mình xong rồi, cậu mau đến đây đi, chúng ta đi dạo rồi đi xem phim. Đừng đi dạo, đi xem phim đi, lâu rồi không xem phim. Mai Thủy Hân thay đồ rồi chuẩn bị ra cửa. Hôm qua cô bị trẹo chân nên giờ vẫn còn đau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đi lại. Chỉ có chỗ vết thương đó vẫn còn vết máu. Mang giày sandal để lộ phần cổ chân, vết máu hơi dọa người. Thôi mặc kệ vậy, Mai Thủy Hân hất hất tóc, cảm giác thoát khỏi Trịnh Thiên Ngọc, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm thích thật. Hôm nay chắc chắn cô sẽ rất vui vẻ cho xem. Bên trong rạp chiếu phim, Mai Thủy Hân đã mua xong vé và ngồi đợi Cẩm Tâm. Bên ngoài rạp chiếu phim, Trần Hoàng Kiên và Lương Ngoạn Tâm đang đứng nhìn poster lớn của phim ngay chỗ cửa ra vào. Hôm nay là sinh nhật của Lương Ngoạn Tâm, cô làm nũng xin Trần Hoàng Kiên đưa đi xem phim. Đúng là đã khá lâu anh không dành thời gian cho Ngoạn Tâm. Anh nợ cô một hôn lễ hoàn chỉnh, nợ cô rất nhiều tình yêu và sự quan tâm, và cũng nợ cô rất nhiều thời gian. Vì vậy trong lòng Trần Hoàng Kiên cảm thấy có chút áy náy. Hoàng Kiên, em muốn xem bộ phim kinh dị này. Lương Ngoạn Tâm chu chu môi làm nũng. Tuy cô đã làm mẹ nhưng khi ở bên cạnh Trần Hoàng Kiên thì vẫn thích làm nũng. Trần Hoàng Kiên mỉm cười. Được. Ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt của Trần Hoàng Kiên làm nổi bật dáng vẻ trắng trẻo thư sinh, nho nhã tuấn tú, thân hình cao lớn của anh hơn. Lương Ngoạn Tâm nhìn Trần Hoàng Kiên, trong lòng dâng lên cảm giác kiêu ngạo. Đây chính là người đàn ông của cô, đẹp trai bảnh bao, khí chất lại tốt. Cô nắm tay anh đi trên đường, luôn bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của người khác nhìn họ. Lương Ngoạn Tâm cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cô nghĩ cô thực sự rất yêu Trần Hoàng Kiên. Lương Ngoạn Tâm ngước nhìn Trần Hoàng Kiên, nở nụ cười ngọt ngào. Hoàng Kiên, phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi. Được. Trần Hoàng Kiên mỉm cười, gật đầu. Đại sảnh chật kín người ngồi chờ phim bắt đầu. Trần Hoàng Kiên nhìn quay một vòng, bỗng bị thu hút bởi bóng dáng mảnh khảnh ở trong góc. Cô cúi thấp đầu, mái tóc dài đen nhánh che khuất nửa bên mặt. Hình dáng quen thuộc đó rất giống một người. Trái tim Trần Hoàng Kiên bỗng đập thình thịch. Anh không kiềm chế được xúc động trong lòng, vội bước về phía thân hình nhỏ nhắn đó. Hoàng Kiên, anh làm gì thế? Thấy Trần Hoàng Kiên đột ngột chạy về phía đó, Lương Ngoạn Tâm cũng chạy theo. Càng đến gần, tim Trần Hoàng Kiên càng đập nhanh. Cuối cùng anh dừng cách cô mấy bước chân. Anh không hề nhận lầm,
Cô gái đang ngồi đó chính là Mai Tùy Hân. Trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Cổ họng Trần Hoàng Kiên như có gì đó nghẹn lại. Lương Ngạn Tâm cũng theo tới, vừa liếc mắt đã nhận ra Mai Tùy Hân đang cúi đầu nghịch điện thoại. Sự đố kỵ giống như con rắn độc bò lên quấn lấy cô ta, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó vặn vẹo. Trần Hoàng Kiên yên lặng đứng trước mặt Mai Tùy Hân, không dám lên tiếng. Anh sợ mình vừa lên tiếng thì Mai Tùy Hân sẽ lập tức biến mất, anh sẽ lại phải đợi nhiều năm nữa. Hình như cảm nhận được ánh nhìn của Trần Hoàng Kiên, Mai Tùy Hân bất chợt ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mắt với Trần Hoàng Kiên. Anh Trần. Mai Tùy Hân ngạc nhiên và còn hơi lúng túng khó xử. Tùy Hân, em đã đi đâu? Anh gọi điện cho chị gái em, nhưng chị ấy nói em đã bị tai nạn xe chết rồi. Trần Hoàng Kiên vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ, không thể tin được thực sự anh còn được gặp lại Mai Tùy Hân. Hả? Em đâu có bị tai nạn xe gì đâu. Em đã đến Mỹ ở một thời gian. Mai Tùy Hân nhìn thoáng qua Lương Ngoạn Tâm bên cạnh Trần Hoàng Kiên, bình tĩnh nói. Trần Hoàng Kiên bình thường luôn điềm tĩnh, giờ bỗng căng thẳng. Thùy Hân, em ở Mỹ sống có tốt không? Người ta sống có ổn không thì có liên quan gì tới anh? Trần Hoàng Kiên, anh có vẻ quan tâm hơi nhiều rồi đấy. Giọng nói sắc bén của Lương Ngoạn Tâm vang lên. Tuy cô ta đang nói với Trần Hoàng Kiên, lại nhìn chằm chằm Mai Tùy Hân với ánh mắt giận dữ. Không muốn cuốn vào tranh cãi giữa Trần Hoàng Kiên và Lương Ngoạn Tâm, Mai Tùy Hân đứng dậy, mỉm cười với Trần Hoàng Kiên. Anh Trần, bạn em sắp tới rồi, em đi trước nhé. Cô lịch sự khẽ gật đầu chào Lương Ngoạn Tâm rồi chuẩn bị đi vào trong. Mai Tùy Hân, tôi cảnh cáo cô, cô tránh xa chồng chưa cưới của tôi ra, đừng có không biết liêm sỉ như thế. Lương Ngoạn Tâm hằn giọng nói. Ngoạn Tâm, em quá đáng rồi đấy. Em có biết mình đang nói gì hay không? Mau xin lỗi Thủy Hân đi. Một người luôn nhã nhặn như Trần Hoàng Kiên cũng có lúc lạnh lùng, nghiêm nghị như thế này. Trần Hoàng Kiên chưa từng nặng lời với Ngoạn Tâm như thế. Cô ta mặt mũi hầm hầm, trong lòng càng hận Mai Tùy Hân hơn, khẽ cắn chặt môi nhìn chằm chằm Trần Hoàng Kiên. Hoàng Kiên, anh bảo em xin lỗi người phụ nữ này sao? Đúng, Thủy Hân là bạn anh, em không thể nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu như vậy. Sắc mặt Trần Hoàng Kiên rất khó coi, Lương Ngoạn Tâm tức giận đến mức toàn thân phát run, nước mắt giàn giụa. Hoàng Kiên, em sinh con dưỡng cái cho anh, luôn ở bên cạnh anh chăm sóc anh, em có điểm nào không bằng cô ta chứ? Thế mà anh lại có thể vì người phụ nữ này mà quát em. Trần Hoàng Kiên thở dài, nhắc đến con trai, anh mềm lòng đi, cũng không nhìn Lương Ngoạn Tâm nữa mà quay sang nói với Mai Tùy Hân. Thùy Hân, là Ngoạn Tâm không đúng, anh thay cô ấy xin lỗi em. Anh thay cô ấy xin lỗi em, nhưng trái tim Mai Tùy Hân lại vì câu nói này của Trần Hoàng Kiên mà nhói đau. Anh xin lỗi thay cô ta sao? Anh dựa vào đâu? Cô ta là mẹ của con trai anh, họ là người một nhà, là người thân, nên anh mới có lập trường xin lỗi thay cô ta, đúng không? Mai Tùy Hân, cô chỉ là người ngoài với Trần Hoàng Kiên mà thôi, cô không còn bước vào cuộc sống của anh được nữa. Mai Tử Hân đè xuống nỗi buồn trong lòng, mỉm cười với Trần Hoàng Kiên. Không sao, anh đừng để ý. Cô quay người đi ra cửa, sợ chỉ chậm thêm một giây nữa thôi thì nước mắt sẽ rơi xuống. Lớp ngụy trang kiên cố cũng theo đó mà bị rách, lộ vẻ yếu đuối dưới ánh mặt trời. Mai Tử Hân bỗng chẳng còn tâm trạng xem phim nữa, cô gọi điện cho Cẩm Tâm. Cẩm Tâm, cậu đến đâu rồi? Tôi đột nhiên không muốn xem phim nữa, tôi đi về trước đây, cậu xem một mình nhé. Tôi vừa tới rạp chiếu phim, cậu đang ở chỗ nào thế? Vừa dứt lời, Cẩm Tâm đã nhìn thấy Mai Thủy Hân giữa đám đông. Thủy Hân, sao đột nhiên cậu lại không muốn đi xem phim nữa? Không có gì, tại tâm trạng không tốt cho lắm. Mai Thủy Hân khẽ nhíu mày. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, trong trung tâm thành phố mới mở một nhà hàng đồ Nhật khá ngon, tớ mời cậu nhé, chúc mừng hôm nay cậu nghỉ việc. Được. Nhìn cô bạn thân bừng bừng sức sống, Mai Tùy Hân không đành lòng từ chối. Nhà hàng đồ Nhật mới mở nhìn qua quả thật không tồi, bên ngoài trang trí phong cách trang nhã, ở cổng đặt hai bể cá bằng đá, bên trong trồng hoa sen nước, nuôi cá vàng, nhìn rất thơ mộng. Nhân viên đón khách ở cửa nhìn thấy Mai Tùy Hân và Cẩm Tâm đi vào, xin lỗi nói. Thưa quý khách, bây giờ nhà hàng đã hết bàn trống, phiền hai vị vào phòng nghỉ bên trong chờ một lát được không ạ? Được.
Cứ chờ một lát đi, dù sao cũng chưa đói lắm. Hai người đi theo nhân viên vào trong một gian phòng nhỏ được trang trí hết sức lịch sự, nhã nhặn. Cẩm Tâm đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu nói với Mai Thủy Hân vẻ căng thẳng. Thủy Hân, Trịnh Thiên Ngọc. Hả? Mai Thủy Hân lấy làm lạ, sao Cẩm Tâm lại đột nhiên nhắc đến Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc ở bên trong. Cẩm Tâm giọng cao vút. Hai người đàn ông bên trong nghe thấy giọng Cẩm Tâm thì cùng lúc ngẩng đầu lên. Đến khi nghe rõ lời của Cẩm Tâm, Mai Thủy Hân định kéo cô ấy đi nhưng đã không kịp nữa rồi. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân chăm chú, con người sâu thẳm khiến trong lòng cô run lên. Cô Cẩm Tâm, thật trùng hợp. Bùi Tuấn nhìn thấy Cẩm Tâm, ánh mắt sáng lên. Hai người cũng tới đợi chỗ sao? Vậy lát nữa chúng ta cùng ăn cơm được rồi. Cẩm Tâm nhìn Mai Thủy Hân sắc mặt trắng bệch, lại nhìn sang Trịnh Thiên Ngọc mặt hầm hầm giận dữ, nói với Bùi Tuấn vẻ khó xử. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi, nhưng thôi, để chúng tôi đến nhà hàng khác cũng được. Tạm biệt. Đứng lại. Nghe giọng nói lạnh như băng của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân và Cẩm Tâm chân cứng lại. Sau khi sững sờ giây lát, Mai Thủy Hân kéo Cẩm Tâm định đi ngay. Mai Thủy Hân, nếu cô dám đi thì Cẩm Tâm đừng mong tìm được bất kỳ việc gì ở thành phố C này nữa. Anh lạnh lùng uy hiếp, Mai Thủy Hân giận đến toàn thân run rẩy. Ngoài uy hiếp thì người đàn ông này không biết làm gì khác sao? Lúc trước anh lợi dụng ba cô để uy hiếp cô, giờ lại lợi dụng Cẩm Tâm. Tại sao những người cô quan tâm lại trở thành yếu điểm để anh uy hiếp cô? Trịnh Thiên Ngọc, rốt cuộc anh muốn ép tôi đến mức nào? Mai Thủy Hân dừng bước, quay lưng về phía Trịnh Thiên Ngọc, nghe thấy câu uy hiếp của anh, sống lưng cứng đờ. Thủy Hân, chúng ta đi. Tớ không tin hôm nay đi mà tớ thực sự không tìm được việc làm nữa. Cẩm Tâm không sợ sự uy hiếp của Trịnh Thiên Ngọc đâu. Cô ấy cũng không tin Trịnh Thiên Ngọc thật có thể một tay che trời. Mai Thủy Hân thì không dám lạc quan như vậy. Cô hiểu bản lĩnh của Trịnh Thiên Ngọc hơn bất cứ ai. Ở thành phố C này, thế lực của anh vượt ngoài sự tưởng tượng của Cẩm Tâm. Cô không thể để bạn bè mạo hiểm như vậy. Cẩm Tâm, tôi đói rồi. Mình ăn luôn ở đây đi. Mai Thủy Hân ngước mắt nhìn Cẩm Tâm, ánh mắt cầu khẩn. Nhìn vẻ mặt của Mai Thủy Hân, Cẩm Tâm đành phải gật đầu. Hai người bất đắc dĩ ngồi xuống mặt đối diện với Trịnh Thiên Ngọc và Bùi Tuấn. Thủy Hân, em đừng căng thẳng. Thiên Ngọc sẽ không ăn em đâu. Bùi Tuấn nhìn dáng vẻ của Mai Thủy Hân, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Trịnh Thiên Ngọc vừa đẹp trai vừa có tiền, năng lực quản lý công ty cũng là hạng nhất. Trịnh Thiên Ngọc thích Mai Thủy Hân, lẽ ra Mai Thủy Hân phải vui đến mức nằm mơ còn nở nụ cười nữa mới đúng. Kết quả, trông cô chẳng có vẻ gì là tình nguyện. Bùi Tuấn cũng cảm thấy không đáng thay cho Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng khoanh tay trước ngực, không nói một lời. Buổi sáng đánh gôn với Bùi Tuấn, anh chẳng tập trung được, trong đầu chỉ nghĩ đến Mai Thủy Hân. Anh muốn gặp Mai Thủy Hân, chỉ muốn gặp Mai Thủy Hân. Những chuyện khác anh đều không có hứng thú. Vừa nãy khoảnh khắc khi Mai Thủy Hân xuất hiện, trái tim trống rỗng của anh lập tức được lấp đầy, đập thình thịch liên hồi. Những biểu cảm của Mai Thủy Hân lại giống một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu tới chân anh, làm anh có cảm giác lạnh thấu tim. Mai Thủy Hân miễn cưỡng mỉm cười với Bùi Tuấn, không nói gì. Bốn người đều trầm mặc, bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng. Thủy Hân, em không cần phải căng thẳng như vậy. Thiên Ngọc đã quyết định từ bỏ rồi, sau này cậu ta sẽ không quấn lấy em nữa. Bùi Tuấn thử thăm dò, anh muốn xem phản ứng của Mai Thủy Hân, xem rốt cuộc cô có tình cảm với Trịnh Thiên Ngọc hay không. Dù chỉ một chút, Thiên Ngọc cũng sẽ dễ chịu hơn. Chỉ Bùi Tuấn mới biết trong lòng Trịnh Thiên Ngọc đau khổ đến mức nào. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng, hà khắc, bá đạo, sát phạt quyết đoán khiến người ta sợ hãi. Vậy mà cũng có một ngày khốn khổ vì tình. Bùi Tuấn phục Mai Thủy Hân sát đất. Nghe thấy lời Bùi Tuấn nói, Mai Thủy Hân chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn anh ta vẻ khó tin, giọng nói run run vì kích động. Anh nói thật sao? Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Mai Thủy Hân rõ như ban ngày. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Trịnh Thiên Ngọc tan vỡ. Thì ra Bùi Tuấn nói rất đúng. Người ngoài cuộc quả nhiên là người tỉnh táo nhất. Mai Thủy Hân căn bản không hề có chút tình cảm nào với anh. Nếu không, cô chắc chắn không có vẻ mặt như thế này. Biểu cảm của Mai Thủy Hân giống như người đói khát lâu ngày chợt nhìn thấy dòng suối ngọt. Cô hưng phấn, kích động. Thì ra ở cạnh anh khiến cô khổ sở như vậy. Thì ra cô thực sự không hề yêu anh, thậm chí chưa từng yêu anh. Hai tay đặt dưới gầm bàn khẽ siết chặt lại. Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc sâu hẳm, còn người càng tối hơn như màn đêm đen kín. Bùi Tuấn nhún vai. Là thật,
Không tin em cứ hỏi Thiên Ngọc một chút xem. Mai Thủy Hân quay đầu định hỏi Trịnh Thiên Ngọc, nhưng vừa nhìn anh, cô lại cảm thấy trái tim chấn động mạnh mẽ. Trong ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc, cô nhìn thấy một thứ, thứ mà chỉ có thể dùng hai từ tuyệt vọng để hình dung. Mai Thủy Hân đã từng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc, lạnh lùng, hà khắc, bá đạo, ngang ngược, cản rỡ, trẻ con, đắm đuối. Nhưng cô chưa từng thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt anh. Thả cô đi lại khiến Trịnh Thiên Ngọc đau khổ như vậy sao? Cô vẫn tưởng mình chỉ là đồ chơi của Trịnh Thiên Ngọc. Chẳng lẽ cô thực sự sai rồi? Trịnh Thiên Ngọc yêu cô thật sao? Trái tim bị đả kích nặng nề, trong lòng Mai Thủy Hân như có thứ gì đó từ từ phá kén mà ra. Cẩm Tâm nghe Bùi Tuấn nói nên cũng kích động. Thủy Hân, thật tốt quá, cậu tự do rồi, sau này cậu có thể sống cuộc sống mà bản thân mong muốn rồi. Lời chúc mừng này Trịnh Thiên Ngọc nghe vào lại thấy chói tai. Anh nhìn Mai Thủy Hân với ánh mắt u ám, nhưng khuôn mặt lạnh lùng không lộ cảm xúc gì. Mai Thủy Hân đột nhiên cảm thấy trong lòng bối rối. Sau khi được tự do, cô lại không cảm thấy vui vẻ như từng nghĩ, giống như có thứ gì khiến trong lòng cô trống trải. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Mai Thủy Hân cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: Cảm ơn. Cảm ơn? Trịnh Thiên Ngọc híp mắt lại. Mai Thủy Hân, cô đang nói chuyện với anh sao? Cô cảm ơn anh đã để cô tự do. Cảm ơn anh, từ bây giờ là người xa lạ với cô. Cảm ơn? Trịnh Thiên Ngọc chưa từng trải qua cảm giác trái tim đau đớn như vậy. Cẩm Tâm lại hoàn toàn không thấy sóng ngầm giữa hai người, vui vẻ kéo tay Mai Thủy Hân. Đi thôi, Thủy Hân, chúng ta đi ăn mừng. Bùi Tuấn đứng lên ngăn cản. Nếu đã nói rõ mọi chuyện thì chúng ta vẫn là bạn bè, gặp nhau cũng có lúc chia tay. Bữa cơm này coi như là tạm biệt đi. Thủy Hân, cô không cần phải sợ. Mai Thủy Hân không có bất kỳ lý do gì để từ chối nên im lặng ngồi xuống. Cẩm Tâm vô tư nói: Bùi Tuấn, anh mời khách sao? Bùi Tuấn vẫn cười tít mắt không kiềm chế được, thoải mái nói: Được, thích ăn gì các cô cứ tùy chọn. Nói xong thì đưa thực đơn cho Mai Thủy Hân và Cẩm Tâm. Mai Thủy Hân không muốn ăn lắm, ngồi lặng lẽ ở bên cạnh, mắt nhìn vào mặt bàn, không muốn nói chuyện. Cẩm Tâm thấy rất kỳ lạ, đã được tự do, vì sao vẻ mặt Thủy Hân lại không vui như vậy? Có lẽ là vì Trịnh Thiên Ngọc ở đây, Thủy Hân không thích ăn cơm với anh ta, nhất định là như vậy. Trong lòng Cẩm Tâm đã tìm được lý do cho hành động này của Mai Thủy Hân. Nếu Bùi Tuấn mời khách, được ăn miễn phí, tội gì không ăn. Cẩm Tâm không hề khách sáo, vui vẻ chỉ vào thực đơn: Món này, món này, món này, đều muốn. Bùi Tuấn cười híp mắt nhìn Cẩm Tâm, cảm thấy cô gái này thực sự rất thú vị. Những người phụ nữ khác ăn cơm với anh ta đều vô cùng cẩn thận dè dặt, ăn một tí đã kêu no, chỉ lo mất hình tượng thục nữ. Cẩm Tâm lại khác, thể hiện dáng vẻ như chưa từng ăn hết tiền của anh ta thì không bỏ qua. Thật thoải mái, anh ta thích. Gọi xong đồ ăn, Cẩm Tâm lại nói thêm câu: Tôi còn muốn gọi đá xay bơ đậu phộng. Mai Thủy Hân còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người thản nhiên nói: Mai Thủy Hân dị ứng đậu phộng. Là Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Chuyện cô bị dị ứng đậu phộng đúng là có lần vô tình nhắc với anh một lần, nhưng rất lâu rồi, không ngờ Trịnh Thiên Ngọc lại nhớ rõ như vậy. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung, Mai Thủy Hân không rõ rốt cuộc là gì, chỉ cảm thấy không khí thật ngột ngạt, lúng túng và áp lực. Cô hận không thể rời đi ngay lập tức. Bây giờ ngồi ở đây hoàn toàn là một loại giày vò. Phòng này được trang trí rất tao nhã, bên cạnh có một kệ kiểu cách cổ, một lọ hoa cao dưới ánh đèn tạo thành một cái bóng mờ, vừa đúng hắt lên Trịnh Thiên Ngọc, làm Mai Thủy Hân không thấy rõ mặt anh. Nhưng cho dù ở trong bóng tối, Mai Thủy Hân cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Trịnh Thiên Ngọc vẫn luôn hướng về cô. Lúc trước Trịnh Thiên Ngọc luôn nhìn cô với ánh mắt nóng rực, làm cô không chống đỡ được. Bây giờ ánh mắt anh lại che giấu đi tất cả lửa nóng, dường như chỉ còn lại băng lạnh lẽo, ảm đạm, khiến trái tim Mai Thủy Hân đập rất nhanh. Phục vụ vẫn chưa mang thức ăn lên, thời gian chờ đợi lúc nào cũng cảm giác rất dài. Bùi Tuấn lại đề nghị chơi trò nói thật hay mạo hiểm, nhưng bị Cẩm Tâm từ chối không chút do dự. Trò chơi lần trước đã để lại bóng ma rất lớn với cô ấy. Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân ngồi im lặng không nói gì. Bùi Tuấn đành phải tự tìm đề tài nói chuyện. Cẩm Tâm, nghe nói cô đã xin nghỉ việc. Bùi Tuấn nhìn Cẩm Tâm, thấy đôi mắt phải của cô có một nốt ruồi giọt lệ nhỏ xíu. Nghe nói người có nốt ruồi giọt lệ dưới đôi mắt là khi chết ở kiếp trước, người yêu họ đau buồn khóc làm nước mắt rơi xuống trên mặt họ tạo thành dấu ấn.
Sau khi đầu thai chuyển thế, người yêu họ có thể nhận ra người tình kiếp trước qua nốt ruồi này. Những người có nốt ruồi giọt lệ, nếu có duyên gặp lại người yêu kiếp trước, họ sẽ một đời một kiếp không rời xa nhau. Không biết rốt cuộc kiếp trước người đàn ông yêu Cầm Tâm có ngoại hình như thế nào, phải yêu cô ấy sâu sắc lắm mới lưu lại dấu ấn trên mặt cô ấy. Bùi Tuấn nhìn Cầm Tâm, trong chốc lát suy nghĩ đến thất thần. Này, cho đến khi Cầm Tâm hôi hôi tay trước mặt anh mới hồi tinh thần. Cầm Tâm tò mò nhìn anh, lấy tay sờ mặt mình. Tổng giám đốc Bùi, sao anh lại nhìn chằm chằm mặt tôi vậy? Trên mặt tôi có gì kỳ lạ à? Bùi Tuấn bị Cầm Tâm trêu chọc cũng không tức giận, vẫn cười nói. Nhìn chằm chằm vào cô đương nhiên là vì cô đẹp. Lời nịnh nọt như vậy lại khiến Cầm Tâm đỏ mặt lên. Tính tình Cầm Tâm rất vô tư, phần lớn đàn ông đều coi cô ấy như anh em. Mặc dù cô ấy cũng là người đẹp, nhưng dường như đàn ông đều không chú ý đến điểm này. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy không có duyên với người khác phái. Hôm nay được Bùi Tuấn nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng như vậy, Cầm Tâm cảm thấy rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn không tỏ ra yếu kém. Không cần anh nói, cô đấy cũng biết mình xinh đẹp như hoa. Ánh mắt đẹp dài của Bùi Tuấn lóe lên sự khác thường, bắt đầu dụ dỗ Cầm Tâm. Cô Cầm Tâm, công ty chúng tôi đang cần tuyển mấy thư ký xinh đẹp như hoa. Dù sao cô cũng đã xin nghỉ việc, hay là đến công ty của tôi làm việc đi. Nghe Bùi Tuấn nói vậy, Cầm Tâm thực sự cũng hơi động lòng. Hơn nữa nhà họ Bùi rất nổi tiếng trong giới giải trí. Cầm Tâm cảm thấy hứng thú với ngành giải trí, rất muốn phát triển theo hướng này trong tương lai. Công ty của Bùi Tuấn thực sự rất thích hợp. Cầm Tâm do dự một chút, quay đầu hỏi Mai Thủy Hân đang im lặng nghịch điện thoại ở bên cạnh. Thủy Hân, cậu cảm thấy đề nghị của Tổng Giám đốc Bùi thế nào? Mai Thủy Hân đang chơi trò chơi trên điện thoại, nhưng chơi cái gì chính cô cũng không rõ. Những ngón tay máy móc chuyển động, cố gắng muốn biết tại sao trong lòng lại có cảm giác mất mát. Nghĩ mãi vẫn không ra, thực sự không nghĩ ra. Ngón tay không cẩn thận mở một thư mục, một tấm hình lập tức đập vào mắt cô. Đó là hình chụp chung của cô với Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc ôm chặt cô, cô dựa sát vào lòng anh, miệng nở nụ cười tươi tắn giống như một đứa trẻ được cho kẹo. Trong lòng Mai Thủy Hân bỗng có cảm giác buồn buồn. Tấm hình này là do Trịnh Thiên Ngọc ép cô chụp. Lúc đó cô đang chụp ảnh mấy cây hoa trên ban công. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên chạy tới, cướp lấy điện thoại của cô, ôm cô vào lòng rồi đưa điện thoại ra xa xa, tự chụp một tấm ảnh chung cho hai người. Mai Thủy Hân, trong điện thoại của tôi có rất nhiều hình của em, mà điện thoại của em lại không hề có một tấm hình của tôi. Thực sự không công bằng. Lời nói của Trịnh Thiên Ngọc lúc đó lại văng vẳng trong đầu cô. Đúng là trong điện thoại Trịnh Thiên Ngọc có rất nhiều hình của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân cười, Mai Thủy Hân buồn, Mai Thủy Hân đi dạo, Mai Thủy Hân ăn cơm, Mai Thủy Hân mơ màng lúc tỉnh dậy vào buổi sáng. Nhưng trong điện thoại của Mai Thủy Hân đa số là ảnh chụp và một vài hình động vật, cây cối, không có hình Trịnh Thiên Ngọc. Bởi vì Trịnh Thiên Ngọc là một người cuồng chụp ảnh mà cô lại không phải, Mai Thủy Hân nghĩ như thế. Mai Thủy Hân cắn môi, đưa ngón tay thon dài lặng lẽ thao tác trên bức ảnh. Lập tức có khung thông báo hiện lên. Có đồng ý xóa không? Ngón tay run run, do dự ở khung đồng ý. Thủy Hân, tập trung nghịch điện thoại thế, nói chuyện với cậu mà cậu không nghe thấy. Cầm Tâm bĩu môi nhìn Mai Thủy Hân. Hôm nay sao vậy? Mọi người đều mất tập trung. Bùi Tuấn thất thần, Mai Thủy Hân mất hồn, còn Trịnh Thiên Ngọc lại càng không nói gì, giống như tảng đá lạnh băng. Ngón tay chạm nhanh vào khung hủy bỏ, Mai Thủy Hân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Cầm Tâm xin lỗi. Cầm Tâm, xin lỗi, tôi không nghe thấy. Cậu vừa nói gì? Tổng giám đốc Bùi mời tớ đến công ty của anh ấy làm việc, cậu cảm thấy thế nào? Cầm Tâm nhìn Mai Thủy Hân vẻ mong chờ. Thủy Hân là người rất có chủ kiến, ý kiến của cô rất đáng tham khảo. À, Cầm Tâm, chẳng phải cậu rất muốn làm việc liên quan đến ngành giải trí sao? Tớ cảm thấy đây là một cơ hội tốt, cậu có thể cân nhắc. Có Bùi Tuấn bảo kê nên không ai dám bắt nạt cậu đâu. Mai Thủy Hân nhìn Bùi Tuấn. Đúng không, Tổng giám đốc Bùi? Bùi Tuấn cười vui vẻ. Đó là điều đương nhiên. Ai dám bắt nạt người bạn bè của tôi? Nói xong thì hơi chột dạ nhìn Cầm Tâm. Vừa rồi thiếu chút nữa là anh nói ra câu ai dám bắt nạt người phụ nữ của tôi. Trong lòng Bùi Tuấn, Cầm Tâm đã trở thành người phụ nữ mà anh ta nhất định phải có được. Trịnh Thiên Ngọc ngồi bên cạnh thờ ơ quan sát,
cũng có chút kinh ngạc với quyết định của Bùi Tuấn. Bùi Tuấn là người đàn ông phong lưu, không sai, phụ nữ nhiều như mây, nhưng anh ta chưa bao giờ có ý định đưa phụ nữ muốn tán vào công ty làm việc. Hôm nay sao lại như vậy? Muốn tán được Cẩm Tâm cũng không nhất thiết phải lấy công ty của mình ra đùa chứ. Mời họ đi ăn, tặng hoa hồng, sau đó đưa đi du lịch ở nước ngoài vài lần, tặng quà đắt đỏ, có người phụ nữ nào mà không cưa đổ được. Trịnh Thiên Ngọc suy nghĩ, bất giác đưa mắt nhìn Mai Tử Hân. Mời ăn cơm, tặng quà đắt đỏ, đưa đi chơi khắp nơi, tặng hoa hồng, còn chuyện gì mà anh chưa làm nhưng anh vẫn không cưa đổ được cô? Tính chiếm hữu lại nổi lên. Trịnh Thiên Ngọc nghiến răng trèo trẹo nhìn Mai Tử Hân, tâm lý không chịu thua bùng lên. Anh thấy hối hận vì nghe theo lời khuyên của Bùi Tuấn để Mai Tử Hân tự do. Anh không thể từ bỏ, thực sự không thể nào buông được. Trịnh Thiên Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mai Tử Hân, nghĩ đến chuyện sau này cô sẽ mỉm cười trong vòng tay của người đàn ông khác, nghĩ đến việc cô sẽ sinh con dưỡng cái cho người đàn ông khác, cùng sống đến răng long đầu bạc, trong lòng anh đau đớn như bị kim đâm. Lửa giận bùng cháy trong lòng, anh tức giận đập mạnh xuống bàn một cái. Ba người còn lại giật mình, cùng quay đầu lại nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, sao vậy? Bùi Tuấn quan tâm hỏi. Chuyện này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là tổng giám đốc Trịnh tức giận là vì ba người chúng ta nói chuyện phiếm mà lạnh nhạt với anh ấy. Cẩm Tâm nói với vẻ chắc chắn, rất tự tin với suy đoán của mình. Bùi Tuấn khẽ mỉm cười, chỉ có Cẩm Tâm mới nghĩ đơn giản như vậy. Trịnh Thiên Ngọc từ nãy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Mai Tử Hân. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên tức giận chắc chắn cũng là vì Mai Tử Hân lạnh nhạt với anh. Quen biết nhau hơn 20 năm, Bùi Tuấn hiểu rất rõ Trịnh Thiên Ngọc. Xem ra Trịnh Thiên Ngọc vẫn chưa từ bỏ được Mai Tử Hân, đúng là nghiệt duyên. Bùi Tuấn khẽ thở dài. Sợ Trịnh Thiên Ngọc lại làm ra chuyện gì, Bùi Tuấn vội vàng kéo anh đi vào nhà vệ sinh. Cẩm Tâm, Thủy Hân, hai người ngồi đây nhé, tôi và Thiên Ngọc đi rửa tay. Trong phòng vệ sinh, Bùi Tuấn châm một điếu thuốc, lại đưa một điếu cho Trịnh Thiên Ngọc. Hai người im lặng hút thuốc. Thiên Ngọc, nếu cậu thực sự không thể từ bỏ Mai Tử Hân, cậu có thể quay lại với cô ấy. Nhưng sao cậu không thử tạm thời buông tay một thời gian? Bùi Tuấn chân thành nói. Cậu có thể cho bản thân một tuần. Trong một tuần này không tìm Mai Tử Hân, không gặp, cũng không nhắn tin, không gọi điện thoại cho cô ấy. Nếu sau một tuần mà cậu phát hiện vẫn không buông bỏ được thì quay lại tìm cô ấy cũng không muộn. Trịnh Thiên Ngọc im lặng hút thuốc, không nói câu nào. Dưa xanh hái không ngọt, hai bên tình nguyện mới có thể hạnh phúc. Cậu và Mai Tử Hân cứ hết cãi nhau rồi lại làm hòa, cãi nhau rồi hòa hảo, có thấy mệt không? Bùi Tuấn cảm thấy tự dưng lại nói nhiều, cảm giảm như đàn bà. Trịnh Thiên Ngọc nhíu chặt mày kiếm lại, rít một hơi thuốc thật dài rồi ngẩng đầu nhìn Bùi Tuấn nói. Không. Bùi Tuấn có chút nóng nảy. Thiên Ngọc, một người phụ nữ mà thôi, thực sự không đáng để cho cậu đau lòng, hao tâm tổn sức như vậy. Trịnh Thiên Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, con người sâu thẳm, lạnh lùng mở miệng. Tôi sẽ không từ bỏ Mai Tử Hân, nhưng tôi sẽ cho cô ấy tự do một tuần, thậm chí là tự do một tháng. Bùi Tuấn tò mò. Cậu tính chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Trịnh Thiên Ngọc cắn răng. Tôi không tin Mai Tử Hân không hề có chút cảm giác với tôi. Tôi cho cô ấy một thời gian, một tháng để cô ấy thấy rõ trái tim của mình. Sao Mai Tử Hân có thể không có cảm giác với anh chứ? Nếu thực sự không có cảm giác, sao vẫn im lặng không nói, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Anh không tin Mai Tử Hân không hề có chút cảm giác nào với mình. Anh không tin. Không từ bỏ, anh nhất định không từ bỏ. Mai Tử Hân, em không trốn thoát được đâu. Trịnh Thiên Ngọc siết chặt nắm tay, ánh mắt sâu thẳm u ám. Lúc hai người quay lại bàn ăn thì phục vụ đã đưa món ăn lên. Bùi Tuấn đi phía trước, thuận tiện ngồi vào vị trí bên trong. Trịnh Thiên Ngọc ngồi bên ngoài. Vậy là Trịnh Thiên Ngọc ngồi bên cạnh Mai Tử Hân. Mai Tử Hân cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Trịnh Thiên Ngọc, cô bỗng dùng mình một cái. Trên người anh có một sức mạnh không tên khiến cô sợ hãi. Sao đi vệ sinh lâu vậy? Các anh táo bón sao? Cẩm Tâm vẫn luôn nói chuyện vô tư chẳng kiêng dè gì. Cẩm Tâm, cậu... Mai Tử Hân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô bạn thân. Lúc ăn cơm lại nói chuyện này thì chỉ có Cẩm Tâm mới làm được. Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày, Cẩm Tâm quá tùy tiện, sao Bùi Tuấn lại động lòng với người phụ nữ như vậy chứ? Lại nhìn sang Mai Tử Hân đang cười, trong lòng thầm so sánh, vẫn cảm thấy Mai Tử Hân tốt nhất.
Bùi Tuấn lại không thèm để ý chút nào, cười híp mắt nhìn Cẩm Tâm. Cẩm Tâm, chuyện này mà cô cũng biết sao? Có phải vừa rồi lén đi theo chúng tôi đến phòng vệ sinh đúng không? Anh! Cẩm Tâm đánh Bùi Tuấn một cái, cầm đũa lên. Mặc kệ anh, chờ các anh nửa ngày, tôi sắp chết đói rồi. Mai Thủy Hân cảm thấy không muốn ăn, nhưng vẫn đành gắp một miếng sushi cá ngừ lên. Sushi của nhà hàng này rất đặc biệt, bên ngoài cuốn một lớp ruốc thịt xốp giòn mỏng, mùi vị thanh thanh ngon miệng lại không bị ngấy. Mai Thủy Hân ăn liên tiếp hai miếng, đang chuẩn bị ăn một miếng nữa, Trịnh Thiên Ngọc bên cạnh lên tiếng. Mai Thủy Hân. Hả? Mai Thủy Hân quay sang nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Từ đầu bữa cơm tới giờ, lần đầu tiên Trịnh Thiên Ngọc nói chuyện với cô, trong lòng lo lắng không yên. Trịnh Thiên Ngọc cũng rất tự nhiên xoay mặt cô qua, rút một tờ khăn giấy giúp cô lau sạch thịt vụn dính ở khóe miệng. Động tác của Trịnh Thiên Ngọc rất nhanh, lại rất lưu loát. Mai Thủy Hân nhất thời không có phản ứng gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Đây là Trịnh Thiên Ngọc đang giúp cô lau miệng sao? Mai Thủy Hân phản ứng không kịp, chẳng phải vừa nói sẽ cho cô tự do sao? Sau này hai người không có quan hệ gì, sao anh lại giúp cô lau miệng chứ? Đây không phải là động tác chỉ có giữa hai người yêu nhau mới có thể làm sao? Nhìn thấy động tác của Trịnh Thiên Ngọc, Bùi Tuấn và Cẩm Tâm cũng ngây người. Bùi Tuấn ngây người là vì Trịnh Thiên Ngọc nói một đằng là một nẻo, vừa rồi còn nói cho Mai Thủy Hân thời gian một tháng, bây giờ đã bắt đầu động tay động chân với cô rồi. Cẩm Tâm ngây người là vì hâm mộ. Gương mặt Trịnh Thiên Ngọc nam tính, góc cạnh, góc nghiêng rất đẹp trai, bỏ qua tính tình bá đạo lạnh lùng thì anh đúng là một người đàn ông rất có sức hút. Người đàn ông như vậy một khi dịu dàng sẽ vô cùng hấp dẫn. Giống như bây giờ, anh dịu dàng cưng chiều giúp Mai Thủy Hân lau miệng, động tác kia, vẻ mặt đó thực sự là dịu dàng chết người, rất đẹp trai, chính là hình mẫu người yêu tốt nhất, bạn trai tốt nhất, người chồng tốt nhất đó. Cẩm Tâm cảm thấy những suy nghĩ trước đây về Trịnh Thiên Ngọc hoàn toàn sai, vô cùng sai. Trịnh Thiên Ngọc thực sự yêu Mai Thủy Hân không phải là chơi đùa. Trong nháy mắt, Cẩm Tâm chuyển sang phe Trịnh Thiên Ngọc, biến thành fan hâm mộ của anh. Mai Thủy Hân bỗng phản ứng lại, nhanh chóng quay đầu đi, muốn thoát khỏi tay Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc đã lau xong rồi, nhìn hành động của Mai Thủy Hân, lông mày nhíu lại không vui. Lau miệng thôi mà Mai Thủy Hân đã kháng cự như vậy rồi. Vừa định nói gì đó, Cẩm Tâm đã lên tiếng, vẻ mặt si mê. Wow, Tổng Giám đốc Trịnh, anh có biết không? Hành động vừa rồi của anh thật là dịu dàng, giống như trong phim. Lần đầu tiên phát hiện Tổng Giám đốc Trịnh lại đẹp trai như vậy. Trịnh Thiên Ngọc khẽ liếc sang nhìn Mai Thủy Hân vẻ đắc ý. Xem đi, bây giờ ngay cả Cẩm Tâm cũng bị mị lực của anh chinh phục, thừa nhận anh siêu cấp đẹp trai. Chỉ có Mai Thủy Hân mới mắt mù không thấy. Mai Thủy Hân khó tin với chuyện Cẩm Tâm thay đổi. Cẩm Tâm, mắt cậu có vấn đề sao? Con mắt nào của cô ấy nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc dịu dàng chứ? Hành động giúp cô lau miệng vừa rồi của Trịnh Thiên Ngọc rất hung dữ đó. Cầm khăn giấy lau mạnh như vậy, khóe miệng bị lau đau muốn chết. Nhưng Cẩm Tâm vẫn nhìn Trịnh Thiên Ngọc, trong mắt như có vô số trái tim bay ra. Tổng Giám đốc Trịnh, anh thực sự rất đẹp trai. Tôi hối hận vì đã xin nghỉ việc rồi. Nói xong lại chuyển sang Mai Thủy Hân. Tiểu Hân, tớ cảm thấy Tổng Giám đốc Trịnh thật sự rất thích cậu. Cậu đồng ý đi, hai người ở bên nhau. Vậy thì sau này tớ có thể thường xuyên nhìn thấy Tổng Giám đốc Trịnh đẹp trai rồi. Mai Thủy Hân im lặng nhìn trời xanh, cảm thấy mình đã kết lầm bạn. Vì nhìn trai đẹp mà không tiếc đẩy bạn tốt ra làm mồi nhử. Muốn ngắm trai đẹp rất đơn giản, chẳng phải bên cạnh cô cũng có một người sao? Bùi Tuấn cười híp mắt nói, mà trong lòng có chút chua xót. Dáng vẻ khi Cẩm Tâm nhìn Trịnh Thiên Ngọc làm anh trong lòng khó chịu. Anh cũng đẹp trai mà, cũng được xưng là tứ đại công tử ngang hàng với Trịnh Thiên Ngọc ở thành phố C. Chỉ nói về vẻ ngoài, anh không hề thua kém Trịnh Thiên Ngọc bao nhiêu. Tại sao Cẩm Tâm chỉ biết say mê Trịnh Thiên Ngọc? Già mặt dài tật đấy. Cẩm Tâm đánh Bùi Tuấn một cái, bỗng nhớ tới đây là cấp trên tương lai của mình, nên lại nhanh chóng nịnh nọt. Thật ra anh cũng rất đẹp trai, nhưng lại có một đôi mắt háo sắc, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Nói xong lại lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng che miệng lại. Ánh mắt nhanh chóng chuyển thành vô tội nhìn Bùi Tuấn, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Nghe Cẩm Tâm nói vậy, Bùi Tuấn cũng không tức giận, lặng lẽ bổ sung trong lòng. Cô bé, em nói đúng rồi, anh đây đúng là vô cùng háo sắc, không ăn được em thì không bỏ qua. Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, trong lòng bốn người đều có suy nghĩ riêng. Cẩm Tâm, Tiểu Hân, hai người ở đâu? Chúng tôi đưa hai người về.
Bùi Tuấn vừa đi vừa nói. Không cần, tự chúng tôi về được. Mai Thùy Hân nhanh chóng từ chối. Cô không muốn Trịnh Thiên Ngọc biết mình ở đâu. Nhìn thấu suy nghĩ của Mai Thùy Hân, Bùi Tuấn cũng không kiên trì. Nhưng Trịnh Thiên Ngọc hoàn toàn không để ý tới lời Mai Thùy Hân nói, trực tiếp đi đến bãi đậu xe, lái xe tới. Cánh tay dài mở cửa xe ghế lái phụ ra, nhìn Mai Thùy Hân ánh mắt âm trầm. Lên xe. Cầm Tâm đẩy Mai Thùy Hân. Nhanh lên, tổng giám đốc Trịnh mời kìa, mau lên đi. Tớ và tổng giám đốc Bùi ngồi ở phía sau. Bây giờ Cẩm Tâm vô cùng muốn tác hợp Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thùy Hân. Nếu không bá đạo và lạnh lùng như vậy, Trịnh Thiên Ngọc thực sự là người bạn trai rất tốt. Dáng vẻ lúc nãy anh giúp Mai Thùy Hân lau miệng thực sự rất dịu dàng, lại tâm tình khiến người ta hâm mộ. Xe lăn bánh trên đường, Cẩm Tâm và Bùi Tuấn ở phía sau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trịnh Thiên Ngọc tập trung lái xe, nhưng cơ thể Mai Thùy Hân lại hơi cứng ngắc, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, nhịp tim hỗn loạn. Ngồi cùng Trịnh Thiên Ngọc trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, quanh mũi đều là hơi thở nam tính của anh, Mai Thùy Hân cảm thấy mình không thể khống chế được cục diện. Khí thế của người đàn ông này thực sự quá mạnh mẽ. Chợt nhớ tới đồ đạc của mình vẫn còn ở nhà Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân do dự có nên mở miệng nói với Trịnh Thiên Ngọc ngày mai qua đó dọn đồ hay không. Thật ra thì cô cũng không có nhiều đồ, chỉ có quần áo, giày, cần thiết thì mua lại cũng được. Nhưng có một thùng giấy nhỏ là ba cô để lại cho cô, Mai Thùy Hân vẫn chưa mở ra xem, sợ không chịu nổi kích thích. Nghĩ tới chuyện ba một mình ở bệnh viện, bên cạnh không có ai chăm sóc, cũng không có ai làm bạn, cứ như vậy cô đơn rời xa nhân thế, trong lòng Mai Thùy Hân đau đến không thể hít thở được. Chuyện đó ngày mai tôi sẽ đến nhà anh lấy đồ được không? Mai Thùy Hân dè dặt mở miệng. Không biết vì sao bây giờ nói chuyện với Trịnh Thiên Ngọc, cô lại cảm thấy chột dạ.